Một nhóm khủng bố muốn thực hiện âm mưu dùng một quả bom hạt nhân để uy hiếp những người đứng đầu chính phủ Mỹ, từ đó lấy đi những bí mật quốc gia để bán cho nước ngoài và thực hiện mưu đồ sâu hơn là đánh sập nước Mỹ. Liệu âm mưu của chúng có thực hiện được không? Diễn biến tiếp theo của bộ phim như thế nào? Thì mời các bạn cùng mình đến với bộ phim mang tên One More Shot của điện ảnh Mỹ sản xuất năm 2024 nhé! Phim bắt đầu khi có hai kẻ bịt mặt mặc đồ đen đang dùng kìm cộng lực để bẻ khóa một thùng container, dường như chúng đang muốn lấy đi thứ gì đó ở bên trong. Lúc này, bên ngoài chúng không hề biết rằng mình đã bị một đội đặc nhiệm theo dõi và bao vây. Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là bắt sống kẻ đang có trong tay quả bom chứa chất phóng xạ. Sau khi bọn chúng đã mở được cánh cửa thùng container, đội đặc nhiệm đã nhận được lệnh của cấp trên áp sát và tấn công bọn chúng. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Đến khi kiểm tra bên trong thùng container thì họ lại không thu được bất cứ thứ gì, không có bom, không có chất phóng xạ. Điều này khiến cho mọi người khá bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cho rằng tin tình báo đã sai, tuy nhiên cũng có người cho rằng đây chỉ là một cái bẫy. Dù vậy, họ cũng bắt được một tên, hắn là Mashu, kẻ này được cho là có vai trò chủ chốt trong vụ này. Sau khi bắt được hắn, họ liền hộ tống hắn trở về Mỹ để lấy lời khai. Bên này, giám đốc CIA đã cho người đến gặp vợ của Mashu và áp giải cô ta về trụ sở CIA để gặp chồng của mình với hy vọng. Thông qua vợ của Mashu, họ có thể thu được thứ gì đó có ích. Thế nhưng, vợ của Mashu lại nói rằng hơn 4 tháng nay họ không gặp nhau từ khi anh ta tiêu hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi biến mất, để lại cô ấy và đứa con trong bụng thì cô ấy không có bất cứ một tin tức gì về người chồng của mình cho đến ngày hôm nay. Qua lời nói của cô ta, có vẻ như những gì cô ấy nói hoàn toàn là có thật. Cô ấy không biết gì về những việc làm của chồng mình. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa, Tổng thống sẽ có một bài diễn văn và nguy cơ rất cao bọn khủng bố sẽ thực hiện vụ ám sát lúc này. Giám đốc CIA lo lắng rằng mục tiêu của chúng chính là ngài Tổng thống. Ông muốn người phụ trách công việc của Tổng thống cần rời lại lịch của bài diễn văn để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, bên kia lại không chấp nhận lời đề nghị đó, cho rằng đây là một công việc hệ trọng và không thể thay đổi khi mọi thứ chỉ mới dừng ở mức nghi ngờ. Thấy lời của mình không được tin tưởng, ông ta rất tức giận, nhưng không thể làm gì được mà chỉ biết chửi thề cho bõ tức. Lúc này, trợ lý của ông ta báo rằng, để đảm bảo an toàn, họ đã cho rời địa điểm gặp mặt từ nhà ga cho đến một sân bay cũ. Nơi này đã được thông báo phong tỏa trong vòng bán kính hơn 1 km. Sau khi nói chuyện với trợ lý của mình, ông giám đốc quay lại thông báo với vợ của tên khủng bố rằng ông ta sẽ cho hai vợ chồng vài phút để nói chuyện riêng. Nhưng cô ta lại không biết nói gì, thì cô ta được hướng dẫn hãy nói những gì để khiến cho Mashu muốn quay về và muốn hàn gắn với hai mẹ con, hoặc nói gì đó để hắn ta thấy được rằng hắn ta vẫn còn những thứ quan trọng ở trên đời. Dù vậy, nhưng người vợ có vẻ không muốn hợp tác cho lắm vì đã không còn tin tưởng gì vào người chồng tồi của mình nữa. Thế nhưng, dưới mệnh lệnh của người đứng đầu cơ quan an ninh, cô ta buộc phải làm theo nếu không muốn tính mạng của nhiều người bị ảnh hưởng. Không lâu sau, Mashu được áp giải đến, hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi gặp nhau. Lúc này, anh ta mới biết mình sắp làm bố của một cậu con trai. Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện riêng, thì ông giám đốc cũng đến gặp người áp giải Mashu là Harris. Anh là thành viên duy nhất sống sót trở về sau vụ truy bắt Mashu. Tất cả các đồng đội của anh đều đã hy sinh trong vụ này, và đó là một tổn thất vô cùng lớn. Harris muốn theo sát Mashu để tìm ra thứ mà hắn đã nắm giữ, cũng như để phá vỡ được kế hoạch của bọn chúng. Nhưng ông giám đốc không cho phép anh được tiếp tục. Ông ta ra lệnh cho anh trở về gặp thống đốc để giải trình, còn mình sẽ làm việc với Mashu. Vì chỉ là một đặc vụ nên Harris không thể thay đổi được gì. Anh đành bất lực rời đi. Sau khi ra ngoài, Harris gọi điện thông báo với vợ rằng mình đã an toàn nhưng các đồng đội đã không còn một ai. Anh dặn dò vợ hãy đến nhà của những người bạn của mình để hỗ trợ vợ con họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bên này, trong lúc vợ chồng Mashu vẫn đang nói chuyện nhưng cả hai mới chỉ nói được vài câu thì cô vợ đã nổi điên với việc làm của chồng mình nên chẳng để ý đến cậy bụng vượt mặt, cô ta vẫn lao vào đánh chồng mình túi bụi. Phải hai người mới lôi cô ta ra được. Đúng lúc đó, Harris nói chuyện với vợ, bỗng anh nhìn thấy một vài kẻ lạ mặt xuất hiện trong khu vực họ đang bảo vệ nhân chứng. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, Harris liền tạm biệt vợ và lôi súng ra đi thám thính. Khi đi xuống cầu thang, quả nhiên anh phát hiện ra là có một người lạ mặt với hàng nóng trong tay. Chúng đã hạ không ít người của họ. Bọn chúng đang bàn bạc kế hoạch giấu đi những cái xác, sau đó tiếp tục tấn công lên trên. Lúc này, Harris xuất hiện. Anh đổ súng hạ gục vài tên, sau đó bỏ chạy. Lúc này, Harris nhận ra chúng không chỉ có vài tên mà chúng rất đông, dường như chúng đã bao vây toàn bộ nơi này. Anh chạy lên trên và thấy ông giám đốc và người của mình cũng đang hộ tống vợ chồng Mashu rời khỏi nơi này. Nhưng bọn người lạ đã tấn công bọn họ. Với sự giúp đỡ của Harris thì vợ chồng Mashu cũng lên được xe bọc thép để rời đi. Nhưng việc này không hề đơn giản như họ nghĩ. Bọn chúng quá đông, người của CIA không thể ngăn cản chúng được. Họ định vượt vòng vây nhưng bốn phương tứ phía đều có người của bọn chúng. Dường như chúng nhất định muốn đẩy tất cả vào chỗ chết.
chết, Harris vẫn lệnh cho tài xế lái xe lao về phía trước. Nhưng chiếc xe mới đi được một đoạn, bọn họ đã gặp phải vật cản. Đó là những tấm lưới đinh được giăng bẫy trên đường. Harris ra lệnh cho một đội đặc vụ yểm trợ cho mình, còn anh thì lao xuống thu dọn những tấm lưới đó. Tuy nhiên, sau khi xong việc quay trở lại xe, thì nữ đặc vụ không may đã bị trúng đạn của bọn chúng. Harris định sơ cứu cho cô gái, nhưng vợ của Masu là một bác sĩ nên cô ấy đã tìm cách giúp đỡ họ. Thế nhưng, do mất máu quá nhiều nên cuối cùng, nữ đặc vụ cũng không thể qua khỏi. Trên xe lúc này, chỉ còn lại 4 người, tài xế, vợ chồng Masu và Harris. Bọn địch đã bao vây họ khắp xung quanh, biết không còn đường lui, họ chỉ còn cách ngồi lại trong xe để cố thủ. Nhìn từ bên ngoài, bọn chúng không thấy được bên trong, nhưng sau đó một tên đã mang đến một chiếc búa tạ và ra sức đập vỡ chiếc cửa xe. Khi bọn địch bẩy được cánh cửa xe, Harris đã bắn được ra bên ngoài, hạ được không ít tên địch. Sau đó anh ra lệnh cho tài xế lùi xe lại và tiến về phía tòa nhà gần đó. Lúc này anh bèn mở cửa sau và sau đó bắn yểm trợ cho mọi người và lệnh cho vợ chồng Masu chạy vào bên trong tòa nhà. Khi họ chạy được vào bên trong tòa nhà, cả ba còn chưa kịp tìm chỗ ẩn náu thì bọn địch cũng đã đuổi theo sát nút. Chúng quyết tâm muốn bắt bằng được Masu về tay mình. Harris cũng không muốn mất đi con át chủ bài này nên ra sức bảo vệ. Để bảo vệ hai vợ chồng Masu, anh quyết định sẽ chia nhau ra hành động và đánh lạc hướng bọn chúng. Anh ra hiệu cho họ ở dưới, còn mình sẽ chạy lên trên. Sau đó, Harris lần lượt theo dõi và hạ từng tên một cách bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay. Nhờ cách này mà anh đã hạ được vài tên. Nhưng lúc này ở bên dưới, vợ chồng Masu đang lẩn trốn cũng bị một tên phát hiện ra. Khi tên này định áp giải hai vợ chồng Masu xuống dưới, thì bất ngờ Harris xuất hiện. Anh bắn hạ một tên còn lại trong lúc giằng co khẩu súng bị cướp cò, hắn cũng về chầu ông bà, ông vải một thể. Sau khi hạ xong bọn chúng, Harris quay lại chỗ Masu và ép hắn ta khai ra vị trí của quả bom phóng xạ. Tuy thế, nhưng Masu vẫn nhất mực không khai ra. Hắn nói rằng nếu bây giờ mình khai ra vị trí của quả bom, có nghĩa là mình đã không còn giá trị. Việc này đồng nghĩa với việc hai vợ chồng sẽ gặp nguy hiểm và không còn ai bảo vệ họ nữa. Hắn muốn giữ im lặng để tính mạng mình và vợ con hắn được đảm bảo. Harris không còn cách nào khác, đành phải thuận theo ý muốn của hắn, đó là bảo vệ Masu và vợ con hắn an toàn. Anh tháo còng tay cho Masu và cầm theo một khẩu súng, cũng không quên mặc áo chống đạn cho Masu và dặn hắn chuẩn bị cho vợ mình một chiếc áo chống đạn. Masu lợi dụng lúc Harris không để ý, anh ta đã lén lấy một khẩu súng của tên địch dắt vào người để phòng vệ. Sau khi xong xuôi, cả ba nhẹ nhàng đi xuống phía dưới. Bên dưới, bọn áo đen vẫn đang truy lùng họ, nhưng sau một hồi không truy lùng được kết quả gì, chúng đành tập trung tại chỗ tên chỉ huy của mình. Lúc này, một tên trong số đó nói rằng chỉ còn 90 phút nữa là sẽ đến giờ phát biểu diễn của Tổng thống. Bọn chúng tìm Masu càng sớm càng tốt. Một tên đàn em trong số đó thông báo rằng hắn đã vô hiệu hóa được các máy quay xung quanh. Nghe vậy, tên chỉ huy không còn đề phòng nữa mà mở mặt nạ của mình ra. Hắn ra lệnh cho người của mình cập nhật tình hình. Chúng đã chiếm được số sân bay này và thông báo có rò rỉ khí ga nên hiện giờ sẽ không có ai đến đó. Mọi thứ đã sẵn sàng vào vị trí. Tên chỉ huy đến chỗ các con tin mà chúng bắt được, sau đó kéo theo giám đốc điều hành sân bay đi theo hắn. Lúc này, thông qua máy quay an ninh, bọn chúng thấy Harris và vợ chồng Marus đang lẩn trốn. Tên chỉ huy lệnh cho bọn đàn em của hắn đi bắt sống Masu về cho mình. Bọn chúng bắt tay với giám đốc điều hành chỉ chỗ vị trí của họ. Người này quá sợ hãi và không muốn chết nên đã đồng ý dẫn họ đi tìm Masu. Nhưng khi cả bọn vừa mới bước sang phòng bên kia thì người này lại nói rằng anh ta bị nhầm phòng, thế là cả bọn lại kéo nhau ra ngoài mà không hề hay biết rằng Harris và vợ chồng Masu đang đứng ngay gần đó. Khi chúng rời đi, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhân cơ hội đó, Harris tìm cách thuyết phục Masu nói cho mình vị trí của quả bom hiện giờ, cũng như những người đang truy sát họ là ai. Dưới sự thuyết phục của vợ, Masu nói rằng anh ta không hề biết những người này là ai. Anh ta làm việc thông qua những người điều hành từ xa, thậm chí anh ta còn không biết họ là ai và trông mặt mũi như thế nào. Anh ta chỉ được nghe giọng nói của họ mà thôi. Trước khi việc này xảy ra, anh ta luôn lo lắng và nghi ngờ có người theo dõi mình nên đã quyết định chuyển hướng đường đi của quả bom. Thậm chí, người quản lý của anh ta cũng không biết điều đó vì anh ta bị bắt trước khi kịp nói cho quản lý biết. Sau đó, cả ba lại tiếp tục đi theo lối hành lang ở bên dưới. Lúc này, tay giám đốc điều hành vẫn đang dẫn bọn chúng đi khắp nơi để tìm người. Nhưng do anh ta mới vào làm việc, nên đường lối đi lại ở đây anh không rành. Vì vậy, sau khi lượn vài vòng cũng không thể nào dẫn được bọn chúng đến nơi cần đến. Harris ở bên dưới, khi thấy bọn chúng chia nhau ra tìm kiếm, anh cũng tranh thủ ra tay, hạ được một tên khi hắn chưa kịp lò dò đi đến. Cuối cùng, không đủ kiên nhẫn và không muốn mất thời gian, nên chúng đã cho anh ta một viên kẹo đồng vào người.
Sau tiếng nổ súng ra ở bên trên thì vị trí của ba người cũng đã bị lộ và bọn chúng đuổi theo. Harris làm nhiệm vụ yểm trợ cho vợ chồng Masu để họ đi trước, còn mình thì theo sau. Nhờ khả năng thiện xạ của mình, Harris hạ được không ít tên. Trong lúc Harris ngăn cản bọn chúng thì Masu dẫn vợ đi chạy trốn. Suýt chút nữa cả hai vợ chồng đã bị chúng bắt, nhưng nhờ có Harris mà họ đã nhiều lần thoát nạn. Để hỗ trợ Harris, hai vợ chồng cùng giúp anh một tay. Cũng có lúc Harris hết đạn, suýt rơi vào vòng nguy hiểm, nhưng anh ta đã nhanh trí cho chúng ăn một quả lựu đạn, sau đó xông đến hạ gục lần lượt từng tên. Nhờ tài năng hơn người và thân thủ nhanh nhẹ, nên sau nhiều lần suýt chết, Harris cũng may mắn thoát được bàn tay của tử thần. Cũng có khi kẻ địch xuất hiện mà Harris không kịp ra tay, thì Masu đã bất ngờ dùng khẩu súng của mình bắn chết kẻ thù và cứu anh một mạng. Thế nhưng khi cả ba đang di chuyển ở cầu thang thì họ lại bị địch phát hiện và truy sát giáo giết. Thì đúng lúc đó, họ được người của CIA cứu giúp. Sau khi cả ba đã an toàn, một lần nữa Harris muốn thuyết phục Masu nói ra vị trí của quả bom. Anh hứa sẽ đảm bảo sự an toàn cho vợ và anh ta, nhưng đáp lại Harris vẫn là sự im lặng của Masu. Anh ta vẫn lo lắng rằng nếu anh ta khai ra vị trí của quả bom thì tính mạng của hai vợ chồng cũng sẽ không còn giữ được nữa. Lúc này anh ta đã có dịp chứng kiến vợ mình sau khi vừa thoát khỏi nguy hiểm thì đã lăn xả và cứu chữa giúp những người bị thương ở đó. Những điều đó càng khiến anh ta cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, không xứng đáng với người vợ giỏi giang tuyệt vời kia. Anh ta nói với vợ rằng cô ấy là thiên thần áo trắng cứu người, còn mình thì chỉ là kẻ giết người. Mặc cho người vợ động viên hết mực, nhưng tâm trạng của Masu vẫn không khá hơn là bao. Đúng lúc đó, giám đốc của CIA đến gặp nữ đặc vụ Sarah và nói với cô ấy rằng việc sáng hôm qua cô và người của mình thâm nhập vào chiếc container như vậy là sai chỉ thị. Sarah không hiểu mình đã làm sai việc gì vì trong cả quá trình thực hiện nhiệm vụ, cô đã có gắn máy quay để phát trực tiếp cho cấp trên. Nhưng khi cả hai còn đang tranh cãi thì đột nhiên Masu đứng gần đó lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đoạn video. Anh bỗng nhận ra và nói với Harris rằng chính Sarah là người phụ nữ đã lên kế hoạch và chỉ huy cho mình từ trước đến giờ. Anh ta nhận ra vì đã nghe giọng cô qua điện thoại nhiều lần và lần này nghe ở đây anh ta đã khẳng định Sarah chính là người đó. Nghe những lời buộc tội của Masu, Sarah không hiểu chuyện gì và ra sức giải thích rằng chuyện đó thật điên rồ và cô ấy không hề liên quan đến việc này. Tuy nhiên, trong lúc mọi người vẫn còn đang nghi ngờ lẫn nhau thì bên ngoài bỗng có cuộc tấn công vào chỗ của bọn họ và người đó không ai khác, chính là bọn người mặc đồ đen. Chúng tấn công bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay, mỗi người chạy một hướng. Do bọn chúng quá đông nên không ít người đã bị chúng bắn chết. Lúc này Masu cũng đã tìm thấy vợ anh ta và cả hai đang định bỏ trốn nhưng lại bị người của bọn áo đen ngăn cản. Cô vợ chạy trước nhưng Masu bị chúng bắt lại được. Đúng lúc đó Harris xuất hiện để cứu anh ta. Tuy nhiên do bọn chúng quá đông, một mình anh không thể nào mà địch nổi. Cuối cùng anh đã bị một tên đánh ngã xuống cầu thang bất tỉnh, còn Masu cũng bị bắt sống. Lúc này, nữ đặc vụ Sarah bước vào cho ông ta một viên kẹo đồng vào đầu. Hóa ra ông ta nghi ngờ cô ta là có căn cứ. Cô ta chính là cùng một phe với bọn áo đen. Giết và thanh toán xong cả đám, bọn chúng bắt Masu vào một chỗ và ép anh ta khai ra vị trí của quả bom. Chúng biết quả bom hiện giờ đang ở đây, nhưng do sân bay có hàng trăm kiện hàng, chúng không thể nào tìm ra ngay được. Thời gian buổi phát biểu của Tổng thống lại sắp đến, khiến chúng cần đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Sarah nói rằng, việc bọn chúng cần tìm ra quả bom hạt nhân là đều có lý do, chỉ hơn 60 phút nữa là sẽ diễn ra bài diễn thuyết của Tổng thống. Tuy nhiên lúc này, không chỉ có mặt Tổng thống mà còn có mặt những người quan trọng trong bộ máy chính quyền của nhà nước. Nếu có sự cố nguy hiểm xảy ra, những người này sẽ được đưa về vài nơi khác nhau để đảm bảo an toàn. Thế nhưng nếu có bom phóng xạ thì họ sẽ được đưa đến một nơi an toàn duy nhất. Điều đó sẽ giúp bọn chúng cùng một lúc có thể bắt giữ nhiều con tin có giá trị và cái chúng cần chính là dấu vân tay của họ. Những dấu vân tay này sẽ giúp chúng mở ra những bí mật quốc gia. Lấy được nó, bọn chúng sẽ bán ra nước ngoài và từ đó thực hiện âm mưu đánh sập nước Mỹ. Nghe thấy bọn chúng nói vậy, Masu càng không muốn khai ra vị trí của quả bom. Thấy vậy, cô ả Sarah không ngần ngại bắn một phát vào đùi của Masu khiến anh ta đau đớn dãy giụa không ngừng. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn liên tục đánh vào vết thương của anh ta khiến Masu đau đớn sống không bằng chết. Tuy nhiên, anh ta vẫn nhất mực im lặng, không chịu khai ra số seri của chiếc thùng chứa quả bom hạt nhân. Sarah liền cầm con dao nhọn đâm thẳng vào vết thương trên đùi của Masu. Ấy thế anh ta vẫn nhất quyết không khai. Thấy không làm được gì, cô ta liền ra lệnh cho người của mình chia ra mỗi người một việc, sau đó lệnh cho một kẻ bắt vợ Masu đến để tạo sức ép. Xui cho bọn chúng, khi bọn chúng định đi tìm vợ của Masu nhưng cô ấy lại chạy trốn. Thế là chúng chia nhau ra mỗi người một nơi, nhưng chúng không biết rằng Harris chưa chết. Anh lần theo một tên, lợi dụng lúc hắn không để ý liền đánh úp từ phía sau và siết cổ hắn cho đến chết. Vừa lúc đó, tên thứ hai đã tìm thấy vợ của Masu và định áp giải cô ấy về. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện ra đồng bọn của mình đã bị đánh chết từ lúc nào. Trong lúc hắn đang hoang mang không biết ai là kẻ ra tay thì Harris bất ngờ xông ra từ phía sau, tóm lấy hắn.
anh ta dùng hết sức khống chế và sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Harris cũng hạ được tên béo bằng một loạt những cú đấm liên hoàn. Sau khi thanh toán bọn chúng, Harris nhanh chóng lấy một bộ đồ của bọn chúng mặc lên người và đeo mặt nạ vào. Anh muốn vợ của Mashu hợp tác với mình, giả như anh là người của bọn chúng và bắt được cô, nhưng vợ Mashu không muốn. Cô ấy nói rằng cô ấy đã hết nhiệm vụ và không muốn tham gia nữa. Harris nói nếu cô không giúp anh thì Mashu sẽ bị chúng đánh chết và quả bom mà anh ấy giấu ở đâu sẽ phát nổ và tất cả những người dân vô tội trong thành phố này sẽ chết, trong đó bao gồm cả cô và đứa bé trong bụng. Nghe những điều đó, cô ấy mới đồng ý hợp tác với anh. Harris cũng nói với cô rằng Sarah là kẻ phản quốc, cô ta đã lợi dụng Mashu để thực hiện âm mưu khủng bố của bọn chúng, họ cần chặt đứt âm mưu đó lại. Sau đó Harris giả vờ lôi cô đến chỗ Sarah, lúc này bọn chúng vẫn đang tra tấn Mashu để ép anh ta khai ra số series của quả bom, nhưng anh ta vẫn chưa khai. Đến khi chúng định đánh vào bụng vợ mình, anh ta mới miễn cưỡng khai ra. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, sau khi có được số series rồi, Sarah lại chuẩn bị một tờ giấy có viết sẵn lời thú tội để ép Mashu đọc và cô ta sẽ quay phim lại. Mashu nhìn tờ giấy không muốn đọc vì trên đó nội dung bắt anh ta thừa nhận mình là kẻ đánh bom để trả thù cho cái chết con trai anh ta khi cậu bé chết trong một lần bị không kích Mỹ thả bom ở Anh. Ban đầu đó thực sự là mục đích của anh ta và anh ta đã vô tình tiết lộ cho chúng biết, thế nên bây giờ chúng muốn anh ta đọc nó để mọi tội lỗi anh ta sẽ phải gánh. Lúc này Mashu đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của quả bom và việc mình đang bị lợi dụng, thế nên anh ta nhất quyết không muốn đọc. Tuy nhiên một lần nữa, Sarah lại động đến điểm yếu duy nhất của anh ta, đó là vợ và đứa con trong bụng của họ. Vậy nên dù không muốn, anh ta cũng phải cầm tờ giấy mà đọc. Sau khi bọn chúng đã đạt được âm mưu của mình thì chúng đã ngay lập tức bắn chết Mashu tại chỗ. Thanh toán xong Mashu, cô ta lập tức rời đi và nhắc bọn thuộc hạ mang theo cái xác của Mashu để chúng làm bằng chứng thoát tội. Harris đứng ngay cạnh. Anh đã quay lại đánh chết hai tên cận vệ của cô ta và đuổi theo chúng để ngăn chặn âm mưu của chúng lại trước khi chúng cho quả bom phát nổ. Lúc này anh phát hiện ra chúng đang chuẩn bị rời đi. Chúng kêu anh có muốn đi cùng không thì Harris từ chối. Anh lên một khoang tàu khác nhưng ở đây anh lại gặp những tên khủng bố khác. Tên chọc thấy anh có những biểu hiện khả nghi, hắn liền làm một phép thử, đó là gọi tên mà kẻ anh đang giả dạng. Nhưng anh nào biết tên đó là ai và thế là hành tung của anh đã bị lộ. Sau đó không cần nói cũng biết, một trận huyết chiến xảy ra ngay trên tàu. Nhờ khả năng hơn người của mình, Harris đã hạ được gần hết bọn chúng. Chỉ còn tên chọc là sống ra như đỉa, lại có thân thủ đáng gờm nên Harris phải rất vất vả mới hạ được hắn. Cuối cùng, anh đã dùng hết sức của mình khiến hắn ngã ra nền và bị đuối sức, nhờ đó anh mới có cơ hội thoát thân. Anh chạy vào một đường hầm đang bảo trì ở bên dưới để lẩn trốn. Tên chọc lập tức ra lệnh cho bọn đàn em của hắn đuổi theo, nhưng dưới này vừa rộng vừa tối. Vì vậy, bọn chúng dù có đông quân nhưng cũng khó làm gì được Harris. Không những thế, trong bóng tối, anh đã làm chủ được tình thế hơn. Nhờ có bóng tối, Harris cứ lần lượt xuất quỷ nhập thần, nhẹ nhàng tiễn từng tên khủng bố đi Tây Thiên. Cuối cùng chỉ còn lại tên chọc, cả hai lại một lần nữa đối mặt. Lần này dù đã rất mệt, nhưng nhờ hào quang nam chính, anh đã giết chết tên chọc bằng một thanh sắt. Sau khi thanh toán xong bọn chúng, anh chạy ra khỏi sân bay thì thấy tên chỉ huy đang ở đó, cùng người của hắn lôi một kiện hàng đi ra. Đó chính là kiện hàng chứa quả bom hạt nhân mà hai bên đều muốn có. Trước khi nó rời đi, Sarah đã cho người của cô ta thử kiểm tra và thử mức độ phóng xạ của quả bom, rồi thiết kế một thiết bị để có thể điều khiển quả bom phát nổ từ xa bằng điện thoại. Sarah để cho tên chỉ huy mang quả bom trên xe cứu thương đến chỗ Tổng thống đọc diễn văn. Chứng kiến mọi việc làm của chúng, Harris vội gọi cấp trên để thông báo tình hình. Nhưng cuộc gọi của anh ta chưa kết thúc thì đã bị bọn khủng bố phát hiện ra. Một tên định tấn công Harris nhưng lại vấp phải sự phản kháng của anh. Sau đó hắn cũng nhanh chóng bị anh khống chế và đánh chết tại chỗ. Sau đó anh tiến lại gần chiếc xe cứu thương đang chở quả bom nhưng lại không hề thấy gã da đen ở đó. Harris lại chuyển mục tiêu sang Sarah nhưng trong lúc tìm kiếm, anh đã bị một tên da đen đánh úp. Ban đầu nhiều lần suýt chút nữa là anh đã không qua khỏi những cú đánh của hắn. Nhưng sau đó bằng hào quang nam chính, anh đã nhanh tay rút còng số 8 ra và còng được một tay của hắn vào giáo chắn. Mặc cho hắn tự tin nói rằng đó là một kế hoạch vô cùng lớn và không ai có thể cản được. Nhưng Harris vẫn bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Anh cầm súng đi đến chiếc phi cơ đậu gần đó và tìm kiếm Sarah. Sau khi bắn chết phi công của cô ta thì Harris cũng tìm thấy cô ả đang ở trên máy bay. Chết đến nơi rồi nhưng cô ta vẫn tự tin nói rằng cho dù quả bom không phát nổ thì kế hoạch của bọn chúng cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Bọn chúng đã đưa mọi người vào đúng nơi mà chúng muốn. Cô ta nói rằng việc anh ta thông báo có quả bom hạt nhân đã khiến tất cả những nhân vật cấp cao đến nơi mà bọn chúng muốn. Thế nên cho dù quả bom có nổ hay không thì mục đích của bọn chúng cũng đã đạt được. Những tên đồng bọn ngoài kia của chúng sẽ làm phần việc tiếp theo bởi đằng sau chúng là một thế lực ngầm mà nằm mơ Harris cũng không đoán ra được. Đúng lúc đó, người của FBI tiến vào và bắt Sarah đi, còn Harris thì được thông báo đi gặp thống đốc để báo cáo mọi việc.
Lúc này, anh mới biết những gì cô ta nói là thật, anh không thể thay đổi được gì. Trước khi rời đi, anh chỉ kịp nhặt lại chiếc điện thoại của Sarah để xóa đi đoạn video trước đó cô ta ép Masu thú tội. Có thể anh sẽ không làm được gì để ngăn cản âm mưu của bọn chúng, nhưng ít nhất anh đã chiến đấu hết mình và làm được một việc ý nghĩa, đó là con trai của Masu sau này khi lớn lên sẽ không phải xem đoạn video kia của bố mình. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.